Dạ vâng, em Luân xin được chào toàn thể các bác nhé. Và đây là những sản phẩm, những thiết bị có giá tốt các bác ạ. Hay nói khác là em có thể dùng từ thanh lý cũng được các bác nhé, vì giá của nó tốt hơn thị trường rất nhiều. Có những sản phẩm thì nó tốt hơn hàng mới rất nhiều các bác nhé. Giá của nó thì là siêu vô địch rồi. Em xin phép là vào việc luôn. Đầu tiên em xin được giới thiệu còn hai chiếc vang PSKX8 bán nốt để chuyển sang mẫu mới các bác nhé. Hai chiếc này để cho anh em với giá là 1,2 triệu. 1,2 triệu các bác nhé. Đấy. Ok chưa? 1,2 triệu. Vẫn bảo hành cho anh em 25 cho nó thoải mái yên tâm, đúng không ạ? Tiếp theo đó là những chiếc vang GD Goodin cũ các bạn. Đấy. Giá 2,5 triệu. Có một dây nguồn, chưa có giá vận chuyển. Chiếc vang này cũng vậy các bác nhé. Em giới thiệu sơ qua thôi, vì đây là những sản phẩm em vẫn bán hàng ngày. Nên các bác biết giá rồi. Con này mới tinh của nó thì là 4,2 triệu rồi. Con này mới tinh của nó thì là hơn 2 triệu rồi, đúng không ạ? 1,2 triệu các bác nhé. 1,2 triệu. 2,5 triệu. Ok chưa? Tiếp theo ạ, đó là chiếc đẩy FP9000 FP Series cộng. Con đẩy này thì em bán cho một anh trai ở trên Cẩm Giàng. Giá của nó là 10,5 triệu. Anh ấy dùng mấy tháng thì bây giờ anh đổi sang một con đẩy CL Big. Em tính cho anh là 7 triệu. Đấy, xin được chào bán cho anh em giá 7 triệu nhé. Con này quá ngon luôn. Các bác nào đánh JBL lấy con này rất hay các bác nhá, 7 triệu ạ. Tiếp theo là con đẩy CLBDS 2004. Con này hàng demo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trưa nay thì có 3 con 1.200. Thì em bán một con rồi. Em bán một con em gửi đi rồi ạ. Đấy, vừa về thêm con 2004 hàng demo. Có một con màu đen nữa các bạn. Đấy, con màu đen thì em chốt cho anh Cường. Đấy, chính là anh Cường đổi con đẩy này các bác này. Đấy, anh Cường đổi con đẩy này lấy đẩy CLBX. Ok chưa? Con đẩy này để cho anh em với giá là 21 triệu. Bảo hành cho anh em 1 năm, 21 triệu. Đấy, đẩy CLBX DS41520 41250. Còn hai con ăn các bác nhé. Một con màu đen, một con màu xanh. Giá là 16 triệu một chiếc. Bảo hành cho các bác của anh em là 6 tháng. Còn 17 triệu thì bảo hành cho anh em là 1 năm. Các bác lưu ý là hàng mới giá đang là 23 triệu 500. Các bác cứ cân đối. Đấy. 17 triệu bảo hành cho anh em 1 năm như đẩy mới luôn. Ok chưa? Còn hai con các bác nhá. 41200 công suất 1200W một kênh, nội trở 8 ohm nhân 4 kênh, chạy mạch class D. Tiếp theo đó là con đẩy 418 có 1 con, 2 con, 3 con. Giá là 22 triệu một chiếc. Bảo hành cho anh em 6 tháng. Còn anh em muốn bảo hành 1 năm thì là 23 triệu. Giá của nó mới tinh em đang có là 29 triệu 500. Tùy các bác của anh em cân đối. Tiếp theo đó là một chiếc đẩy DMX, một chiếc cuối cùng trong nô, giá 16 triệu 500. Còn một con để cho anh em với giá là 14 triệu. Rẻ hơn 2 triệu rưỡi, đẩy bãi các bác nhá. Bãi xịn, chính hãng DMX. Tiếp theo đó là con đẩy Sunlab 4600. Vừa chốt đơn của một anh trai, một chiếc đúng không ạ? Anh chốt rất là nhanh, vẫn còn hàng để phục vụ các bác của anh em. 4 kênh nhân 600W, chạy mạch class G các bác nhá. Chạy mạch class G. Con này thị trường anh em có thể bán 8 triệu, 8 triệu rưỡi đến 9 triệu. Em bán 7 triệu 500 ngàn đồng, em bao ship cho các bác của anh em. 7 triệu 500 ngàn đồng, chạy mạch class G 4 kênh nhân 600W, hàng chính hãng của Sunderland. Giá đã siêu êm cho các bác của anh em chưa? Còn rất nhiều sản phẩm em vẫn đang thanh lý các bác nhá. Rồi, có nghĩa là cứ giá bán rẻ hơn bình thường là gọi là thanh lý rồi, đúng không ạ? Đấy, em giới thiệu lại là vang GD. Đó, còn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một con này em nhận tiền rồi, còn 5 con. Ok chưa? 2 triệu rưỡi, chưa có giá ship. Vang cách 8, 1 triệu 2, có 2 con, chưa có giá ship. Đẩy FP9000 10, xin lỗi các bác ạ, 7 triệu chứ không phải 10 triệu 500 ạ. Đấy. Đẩy 2004W đánh full đôi xúc ghép 21 triệu. Giá mới đang có là 25 triệu. Đấy, bảo hành 1 năm. Đẩy 41250 1200W. 16 triệu. Đẩy 418 22 triệu. Đẩy Sunlat 600W một kênh nhân 4, 7 triệu rưỡi. Cảm ơn các bác của anh em rất nhiều. Mọi người có nhu cầu mua sắm hay liên hệ cho em. Hai số máy của em ạ. 0365888988, 0368915555. Em sẽ tiếp tục thanh lý một nô đẩy cũ đã sửa chữa luôn các bác nhé, đẩy 2 kênh, 3 kênh và 4 kênh. Các bác cứ chờ đón video của em để mua những sản phẩm hàng rẻ, giá tốt, chất lượng ạ, hàng chất lượng. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ.